tô dưỡng nhé. Chúc các bạn ngày mới khỏe. Hôm nay tôi sẽ test âm thanh của Z 1000 bằng rất nhiều các loại bô khác nhau ở đây. Đó. Tôi sẽ gắn tất cả các loại bô này vào cây bô của Z 1000 để xem âm thanh của Z 1000 khi nó ra bằng các cái bô khác nhau nó sẽ như nào. Các bạn chịu nhớ đi, đây là rất nhiều các loại bô khác nhau trên thế giới đấy, toàn bô nổi tiếng trên thế giới đấy các bạn. AK Movic rồi SC rồi Austin Racing, Yoshimura, rất nhiều các loại bô nhá. Và tôi đang đứng ở cơ sở Phượt Jetty ở Sài Đồng, Long Biên. Nếu các bạn muốn độ bô hay là độ cái gì thì các bạn hãy đến với Phượt Jetty Nguyễn 753 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ thay tất cả các loại bô này vào trong kính luôn. Đầu tiên là cây bô SC-S1 họng 61mm để xem nó âm thanh nó như nào nhá. Quả SC nó to đấy, to hơn mấy con Austin Racing nhỉ. Bây giờ tôi sẽ thử luôn nha. Cây bô đầu tiên nha. Cây này hay hơn cái kia. Cây này hay hơn cái AR. Lẹt nha. Vừa rồi là mình test cái bô SCN1 nha. Các bạn nghe âm thanh có hay không thì các bạn comment bên dưới nha. Bây giờ mình sẽ thử cái bô khác. Cái bô to nhất đây luôn. Cái bô Yoshimura đấy. Rất là to các bạn ạ. Hay lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cây bô SC-S1 nhưng mà loại bé hơn để xem âm thanh của cái cây bô cái bé hơn nó sẽ như nào nhỉ. Rồi, vừa luôn. Cây bô tiếp theo là cây bô leo vin nha các bạn, khắc laser luôn, rất là đẹp. Đó các bạn nhìn này, đấy. Bây giờ tôi sẽ test âm thanh của cây này luôn. Nhìn cây này nó rất là đẹp, nhưng mà không biết âm thanh nó như nào. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đóng vai trò là một kỹ thuật viên và test từng cây bô một cho anh Dưỡng luôn các bạn nhé. Thì nếu mà muốn test được cây bô này thì chúng ta cần phải lắp thêm một cái adapter này. Cái adapter này các bạn nhìn thấy khủng khiếp không? Nhìn nó như là cái loa phóng thanh đấy các bạn ạ. Đó. Anh em thấy không? Con bô này nó nghe kiểu như là vừa ấm nhưng mà nó lại có lực nữa nên nghe rất là hay. Nó có tiếng hú thôi anh em ạ. Hay lắm các bạn ạ. Thực sự là mình ngồi cạnh đây là mình đã phải bịt một bên mang tai lại rồi. Có tiếng bô rất là dã man các bạn ạ. Ok. Bây giờ tôi sẽ test cái bô khác nhá. Tiếp theo là cái bô SC hài lòng nha các bạn nhá. Nó rất là lặng hơn ạ. Ok, không nói nhiều, bây giờ tôi thử luôn để xem nó âm thanh của cây bô SC hài lòng là như nào. Titan nó sẽ kêu như nào, âm thanh như nào. Quá làng luôn. Âm thanh đẳng cấp các bạn ạ. Mình bị mình bịt tai bên trái nó rung tai bên phải. Tiếp theo là cái bô Yoshimura R17. Các bạn anh em nhá. Cây này nghe ấm lắm các bạn ạ. Ấm lắm. Âm thanh của Gem 1000, cây bô Lào đẳng cấp các bạn ạ. Cây bô Lào cũng đẳng cấp khi gắn lên Gem 1000. Thôi sau ngày hôm nay thì anh Dưỡng không cần phải trả tiền bô, chỉ cần trả tiền thuốc trị tai cho tôi là được rồi. Tôi không cần anh ấy phải trả tiền bô nữa. Tiếp theo là cây Austin Racing nha các bạn nha. Cây Austin này là Racing Carbon. Cây Carbon. Âm
Tiếp theo là cây bô Yoshimura, nhưng mà nó gọi là Yoshimura Alpha tím này. Đây đây, rất là đẹp, cây này cực đẹp luôn. Yoshimura Alpha đấy các bạn nhá, cây này nhìn rất là đẹp, rất là hoành tráng. Tiếp theo là cây bô Akamonix xanh titan đấy các bạn nhá, đó nhìn rất là đẹp, khắc laser luôn này, quá đẳng cấp luôn. Bây giờ mình sẽ test nha. Cây bô tiếp theo là Akamonix carbon đấy các bạn nhá, nhìn rất đẹp luôn, nhẹ luôn, nhẹ lắm luôn. Cây bột tiếp theo là Akamonix chết chín đấy các bạn nhá, giống như cái đùi gà ấy các bạn ạ, rất là đẹp. Cây này là đùi gà công nghiệp anh em ạ. Đùi gà này âm thanh cực chất. Nghe quá đã luôn các bạn ạ. Cũng như một cây này nghe sát anh ạ. Âm thanh của nó chắc, lon ngắn luôn. Lon ngắn thì nó sẽ hơi hay đấy các bạn. Hơi đắt tiếng hơn những dòng lon dài. Lòng bô nó rất là tốt, lòng bô cực tốt này. Đó, anh em xem cái lòng bô này. Cực chắc nhá. Nghe hay phết. Tiếp theo là cái bô Termi nha các bạn ạ. Bô này nhìn trông nó trơn tru, nhìn nó đẹp quá các bạn ạ. Không nói nhiều đâu, mình test tiếng luôn nha. Tiếp theo là cây bô Akapovic X-Max. Cây này êm. Cây này khá là hiền đấy. Cây bô cuối cùng AK hài lòng à, nhìn rất là chất, kiểu giống súng hài lòng ấy, bọc. Cây bô cuối cùng mình ra các bạn nhá. Cây bô và mua bô tại Phở Xếp Đi thì anh em đừng quên dành cho đến một lượt subscribe nhá. Các bạn nếu muốn độ bô hãy đến với Phở Xếp Đi ở ngay xài đồng Long Biên thôi, 753 xài đồng Long Biên, mặt đường phố luôn. Và là xong clip, các bạn xem là cây bô nào nghe đã tai nhất thì các bạn comment nha. Cảm ơn các bạn xem clip tôi, hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.